Hai xe của bạn ở đây mình đang có là chiếc Toyota Yaris nhé, phiên bản 2019 mới nhất. Thì phiên bản này đang có giá là nên biết là 650 triệu. Đây là Toyota Yaris bản nhập nguyên chiếc Thái Lan nhé. Thì phiên bản này là có thiết kế là hoàn toàn mới này. Và hiện tại Toyota Việt Nam chỉ phân bố một bản duy nhất nhé. Bản này là bản 1.5G số tự động, 650 triệu là bản nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan. Thì cái phiên bản mới này các bạn có thể thấy là nó sẽ giống y hệt với Toyota Vios, gần như là thiết kế nội thất và ngoại thất thì sẽ giống hệt Toyota Vios bản lắp ráp trong nước. Về kích thước thì xe dài hơn 4m1 nhé. Đấy, còn về các chiều khác gần như là tương đương với Vios, máy cũng là 1.5, số tự động vô cấp. Cụm đèn của Toyota Yaris thì sẽ là đèn halogen nhé. Đèn pha sẽ là dạng projector, còn đèn cốt sẽ là đèn halogen dạng thường thôi. Ở dưới sẽ trang bị cũng là đèn sương mù là halogen này. Xe có trang bị đèn LED ban ngày nhé. Và Toyota Yaris phiên bản 2019 này thì sẽ có chế độ là đèn chờ dẫn đường này và đèn tự động bật tắt. Rất đẹp. Phiên bản này sẽ có màu bạc. Mình sẽ cho anh em xem thì gần như là về thiết kế ngoại thất và nội thất thì Yaris phiên bản mới này sẽ giống hệt với Vios. Có một điểm khác biệt thì về cái vành của Toyota Yaris phiên bản mới là vành 16 inch này, và cái mâm thì nó là mâm đúc mâm hợp kim, nó đẹp hơn, thể thao hơn. Phanh thì là phanh đĩa 4 bánh rồi, trang bị cân bằng điện tử ABS. Rất giống con Vios bản G. Gương của xe sẽ là gương gập điện nhé, chỉnh điện tích hợp sinh nhai trên gương. Nhưng mà gương này là chưa phải là gương tự động mà chỉ là con nút gập điện thôi. Vô lăng thì là vô lăng tay nắm cửa thì là tay nắm cửa mạ chrome nhé. Vành 16 inch này, phanh đĩa 4 bánh. Xe này bản mới có cân bằng điện tử, 7 túi khí, hỗ trợ khởi ngang dốc này. Ở đây là cụm đèn sau của Toyota Yaris nhé, 1.5G. Xe sẽ có trang bị là cảm biến lùi, và dòng này của Toyota thì sẽ chưa có camera lùi. Mở ống sạc. Bản nhập nguyên chiếc Thái Lan. Đây mình sẽ cho các bạn xem mức tiêu hao nhiên liệu nhé. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu là 5,7 lít trên 100 cây đi, kết hợp và hơn 7 lít đi trong đô thị. Tay nắm cửa là mạ chrome này, có nút mở cửa một chạm ở trên tay nắm cửa nhé. Đây là nội thất xe các bạn. Ở phiên bản này thì tất cả đều có nội thất một màu thôi nhé, chỉ có nội thất ghế bọc da màu kem, sẽ không có nội thất màu khác. Và chỉ có một bản duy nhất là bản này là bản 1.5 bản G. Trước sẽ chia thành hai bản nhưng hiện tại là chỉ có một bản 1.5 số tự động thôi. Đây là nội thất này. Xe thì đang chưa có quy nên không mở cốp sau cho anh em xem. Anten sẽ là anten với cái. Đây, hàng ghế thứ hai này. Ghế là ghế chỉ cơ, có thể gập được, ngồi rất rộng và thoải mái. Con này thì gần tương đương như con Vios. Đây là các tiện nghi và nội thất của xe nhé. Phiên bản này sẽ có 7 túi khí này, cân bằng điện tử này. Vô lăng là vô lăng 3 chớ bọc da, tích hợp nút tăng giảm âm lượng chuyển kênh. Đây, đèn là đèn auto tự động nhé. Con này sẽ có màn hình DVD là 7 inch này, có tích hợp điện thoại này, nhưng mà không có tích hợp dẫn đường. Màn hình Pioneer này sẽ giống của con Vios, ta phải cài ứng dụng về điện thoại. Đây, có một cái rất là đẹp đó là cái điều hòa này. Điều hòa con này sẽ điều hòa tự động. Đây là bảng hiển thị của điều hòa này. Điều hòa là một vùng nhé, điều hòa tự động một vùng. Hộp số tự động là vô cấp, con này là 1.5 là hộp số tự động vô cấp. Rất đẹp. Máy 1.5 full option nhé, cân bằng điện tử, 7 túi khí, khởi hành ngang dốc. Và lại nhập nguyên chiếc Thái Lan. Đây. Hàng ghế thứ nhất là chỉnh cơ này. Xe là tất cả chỉnh cơ hết. Đấy. Ở đây gương là gương chỉnh điện này, gương chỉnh điện gập điện này, lên xuống một chạm chỗ người lái này. Đây.
ta thấy đấy, đây là phần xe có trang bị cân bằng điện tử hỗ trợ có cảm biến lùi, sẽ không có camera lùi nhé. Mình sẽ mở qua máy cho anh em xem. Máy của xe sẽ trang bị công nghệ đua VVTi nhé. Máy là 4 máy, máy ngang, động cơ là dẫn động là cầu trước. Đây. Máy 1.5. Rất đẹp. Toyota Yaris.